Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thôi mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Hai mấy nghìn một bông. Đây hả? Cậu lo bán. Ôi ôi, 9%, 20% mẹ lừa tao. Đâu tới hai mày kia đâu, hai mày kia đâu? Dạ. Quê. Quê, quê mẹ quê bữa. Một video có nghe quê mà ai đã bị bụi đã được một video nhanh nhỉ. Ừ, mẹ mẹ mình một video hay đọc tốt cho cái này ba mấy video nhanh lắm không anh được có mấy video mà sao nó đâu có một video mà. Ra mà xem đấy, ra mà xem kiến chắc lại đi quay rồi. Okay. Mấy giờ rồi? Chụp cái đầu lỏng. 4 giờ rồi. Đấy, tiếng mấy em có điện thoại hỏi ta. Bây giờ mấy tô xong các bạn. Mười chín rồi, 19, 11 là uy thường hả? Đúng rồi, thừa rồi, đéo chứ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nhé.
Được rồi. 30 video. Đấy, 30 video. Ai? Mày. Anh ơi, 30 video đúng không? 19, 11, đo ra được 30 đâu. À, 30. Ôi, ông nhanh gì nhỉ? Vừa rồi mình có một xong những đoạn 2, cho mình xin 15 đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thế mình sẽ bao nhiêu? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô mò nào. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Sự biến hóa của vũ trụ không thể tùy theo sự biến hóa của nhân vật mà biến hóa theo. Là người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu. Người thường nói rằng việc này là đúng thì chư vị liền theo đó mà làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt, người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đang méo mó này, ví như một cá nhân làm việc xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm việc xấu thì họ không tin là người tu luyện thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu. Quán định. Trong giới tu luyện có một tình huống gọi là quán định. Quán định là một hình thức nghi thức tôn giáo của phương pháp tu luyện mật tông của Phật gia. Mục đích là cá nhân đã trải qua quán định rồi thì không thể tái gia nhập môn khác. Họ đã được thừa nhận là đệ tử chân chính của môn này. Hiện nay việc này thì là như thế nào? Việc công cụ xuất hiện hình thức tôn giáo này, các phương pháp đạo gia cũng là quán định chứ không còn chỉ có mật tông. Tôi đang là thế lấy giờ hiểu mật tông và các công pháp mật tông và xã hội hại đều là giả. Tại sao nói như vậy? Bởi vì đường mật ở nước ta đã tiêu mất trên 1.000 năm rồi, hoàn toàn không tồn tại. Vì chính hành chính ngôn ngữ nên tạng mật vẫn luôn không chuyển vào vùng đất người Hàn chúng ta một cách hoàn chỉnh. Đặc biệt vì đây là mật giáo nên cần phải tu luyện bí mật trong chùa, hơn nữa phải trải qua sự trao truyền bí mật từ sư phụ. Sư phụ mang đệ tử đi tu bí mật, không thực hiện được điểm này thì tuyệt đối không thể chuyển ra được. Có nhiều người ôn tư mục đích như thế này nhất Tây Tạng học công, theo người ta bãi sư học tạng mật, trong tương lai làm khí công sư, đồng danh, phát tài. Mọi người thử đi xem, các Phật sống đạt ma thật sự được chân truyền đều có công năng rất mạnh, đều có thể thấy trong tâm người đến học công suy nghĩ những gì, vì kia đến để làm gì, chỉ một cái điểm hiểu rõ cái tâm ấy ngay. Muốn lên đây học những điều này, sau ra là khí công sư phát tài nổi danh, đến để phá hoại phương pháp tu Phật này. Pháp môn tu Phật nghiêm túc nhiều ấy đều có thể để chi vị vì cầu danh lợi muốn đăng ký công sư này lọt vào quỷ tiền phá hoại công. Chư vị có động cơ gì cho nó hoàn toàn không thể chuyển cho việc kia được, họ sẽ không được chân truyền. Tất nhiên có khá nhiều chùa họ có thể đắc được một số thứ bỏ ngoài nông cả. Nếu như tâm không chính khi muốn đăng ký công sư mà phải để xấu như thế sẽ chiêu mọi chủ thể. Con động vật phụ thể cũng có công, nhưng nó không phải là tặng vật. Người thật sự lên Tây Tạng cầu pháp có thể lên đó rồi sẽ ở lại luôn mà không trở ra nữa. Ấy là những người chân tu. Rất là hiện nay có nhiều công pháp đạo gia cũng chẳng quán định. Đạo gia là dẫn theo mạch, họ làm quán định gì đây? Theo tôi biết, khi tôi chuyển công tại phía Nam, đặc biệt ở vùng Quảng Đông có khá nhiều, có khoảng trên 10 công pháp đạo loạn lung tung trang giảng quán định. Ý nghĩa là gì? Họ quán định cho chư vị rồi, chư vị sẽ là đệ tử của họ, không thể học công khác được nữa. Nếu học công khác họ sẽ trừng phạt chư vị. Họ làm những điều như thế, đó chẳng phải là tà môn, đó chẳng phải tà môn hóa đạo là gì. Điều họ truyền là chữa bệnh khỏe người, quần chúng học rồi cũng chỉ là muốn được thân thể khỏe mạnh. Họ làm vậy để làm gì? Có người nói rằng luyện công của ông sẽ không được luyện công khác nữa. Ông ấy có khả năng cứu độ người ta đến viên mãn công, đúng là đưa đệ tử của người ta đi sai đường rồi. Có nhiều người làm như vậy, đạo gia không dạy điều này, vậy mà đã xuất hiện những gì là quán định. Tôi phát hiện ông khí công sư là quán định lợi hại nhất,
Công chủ ông ấy cao gần nào, chỉ cao như tòa nhà 2 hoặc 3 tầng là hết. Tôi thấy rằng là một đại trí công sư độ danh lẫy lừng như thế, ông công của ông đã rớt xuống thật đáng thương. Hàng trăm hàng nghìn người xếp thành hàng để ông ấy quán định cho người ta. Công của ông hữu hạn, chỉ cao gần ấy. Công này chẳng mấy chốc xe hạ xuống không còn nữa, hỏi lấy gì để quán định cho người ta, chẳng phải lừa người là gì. Quán định chân chính nhìn tại không gian khác thì xương khô của người ta từ đầu đến chân để biến thành giống như bạch ngọc, chính là dùng công vật chất cao năng lượng để tịnh hóa thân thể, quán toàn bộ từ đầu đến chân. Ông ký công sư kia có thể làm được điều này không? Ông ta không thể, ông ta làm gì đây? Tất nhiên ông ấy không nhất định làm tôn giáo, mục đích là học xong công của ông, chỉ đã là người của ông, chứ vì phải tham gia lớp học của ông. Như vậy như diệu mình thực hiện những điều của ông ấy, mục đích là kiếm tiền của chư vị. Không ai học thì ông không kiếm được tiền. Đệ tử pháp luân đại pháp cũng giống đệ tử các pháp môn Phật gia khác, tức là như vậy video của mình.